Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đào. Bên đây tàu lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây. Đây là kèo chế 1/4 tại sân cầu tre Huyền Thoại, đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại. Hiện tại bây giờ Sam Phan Rang đã xuất hiện tại sân cầu tre. Sau khi thời gian trận đấu với Long Kỳ bị gián đoạn cho đến giờ cũng rất lâu rồi, và Sam Phan Rang đã xuất hiện lại trên sân cầu tre trên màn hình ống kính của Lâm. Đây là kia 12m, còn bên kia là Mắt Kiến, Chú Béo, Hon Lào và Anh Băng. Đây là phần 2, phần tiếp tục giữa set nha các bạn. Hiện tại bây giờ tỷ số đang là 5-6. Sam Phan Rang là 6, còn bên 4 là 5. Vì thời lượng dung lượng quay rất dài cho nên không thể dung lượng quá nhiều. Các bạn hãy thông cảm nha. Xem hai clip giùm Đại Lâm nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là Libro. Libro chai nóng và chai lạnh. Chai lạnh 135.000 một chai, chai nóng 145.000 một chai. Chai xô bóp ra mỗi bài gáy 145.000 một chai. Số điện thoại của Lâm trên phần Zalo mô tả tiêu đề các clip video đều có hết các bạn, hoặc phần comment bình luận của các clip video. Số điện thoại Zalo để Lâm trên đó. Xin các bạn hãy ủng hộ, và có gì thì hãy nhắn tin Zalo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lại là một pha tự sát tại lâm lát của Mắt Kiến. Tỷ số tại giờ là 5-7. Lại là đổi chữ thật nữa rồi. Bên kia lại là đổi chữ thật nữa rồi. Bên kia giống như chữ thật đánh sao sao quá, xây cầu liên tục. Các bạn cũng biết đây, Sam Phan Rang là người không phổi của bóng chuyền phổi chúng ta. Còn ở đây là bộ đội vua Lì Đòn. Bộ đội vua Lì Đòn. Hiện tại bây giờ là cây trụ ATM mới của cầu tre. Các bạn nào có lấy chìa khóa thì đến đây mở khóa, lấy kem. Năm bảy, bên 4-5, bên 1-7, đánh 12 điểm tới. Sam Phan Rang đã trở lại cái độ lì lợm của mình. Đẳng cấp của Sam Phan Rang đã lên tiếng. Lại là một pha tự sát tại nắm lát của Chú Béo. Hiện tại bây giờ cảm giác như bình bốn không thể nào làm điều gì tốt hơn với sự lì lợm của Sam Phan Rang, là người không phổi của bóng chuyền phổi chúng ta. Năm tám. Lại là Hon Lào phát bóng ra ngoài. Không hiểu điều gì xảy ra với Hon Lào. Năm chín. Lại là Chú Béo tự sát tại năm lát. Lại là đổi chiến thuật nữa rồi. Năm mười. Đội bên kia có thể nói quá ghê cho Hon Lào. Năm 11. Quá ghê cho Hon Lào. Năm 11. Không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra bên bung. Năm 11. Bên kia xây cầu. Rồi kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Không hiểu nổi điều gì đang xảy ra bên bốn thật sự các bạn à.
sau khi bên bóng dẫn trước 4-2 và cuối cùng 12 năm nghiêng về cho Samarang. Còn hiện tại bây giờ là kèo cái bàn của Đức Thiện bộ đội như thế nào đây? Cáp kèo và cáp kèo. Đây là người không phổi của bóng chuyền phổi chúng ta đã trở lại được đôi tại cầu tre. Người không phổi cáp kèo và cáp kèo.